Xin kính chào các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một chiếc đồng hồ treo tường. Một chiếc đồng hồ có thiết kế rất là độc và lạ ở đây. Đến từ Đức ạ. Và chiếc đồng hồ này có rất là nhiều tên gọi. Nhưng mà em gọi với cái tên là đồng hồ treo tường ba tạ. Bình thường thì đồng hồ treo tường, đồng hồ tạ thì nó chỉ có ở trên những chiếc đồng hồ tạ thế này thôi. Nhưng mà đây là một chiếc đồng hồ treo tường tạ. Rất là đặc biệt. Và chiếc đồng hồ này được sản xuất từ Đức. Đây, chữ Z Money rất to ở đây. Thiết kế vỏ thùng khá là giống với cả đồng hồ tạ. Mình những cái phong cách vòm như thế này. Các cái đường vân gỗ nổi ra ở đây. Dọc dọc, rất là đẹp. Tay cầm cũng vậy. Mặt đồng hồ có thiết kế cũng rất là to. Và luôn luôn được trang trí ở bốn góc, bốn cái hình như thế này. Mặt là mặt số là mã. Một vài chi tiết đặc biệt ở trên chiếc đồng hồ này. Đó là mặt này là tất cả các cái chi tiết ở trên mặt này này đều là titan nhé. Một trong những vật liệu rất là quý hiếm để sản xuất trong ngành hàng không vũ trụ. Và nó được mệnh danh là một cái gì đó bền siêu bền và vĩnh cửu với thời gian luôn. Dưới này cũng vậy này. Các cái quả này cũng là các cái quả được mạ bằng titan này. Quan sát một chút ta thấy ví dụ như là dây xích đây còn rất là hoàn hảo. Quả lắc phía sau này đây cũng là titan nhá. Bản lề đẹp này. Bản lề này. Chỗ này thì được đánh vát đi. Bên vách cũng rất là đẹp. Phần gỗ còn nổi tự nhiên. Đây là gỗ sồi. Đây là phần đuôi này. Thiết kế phần đuôi. Cho em cái thước nhé. Kích thước khá là lớn. Bây giờ em sẽ đo thử các bác xem nhé. Kéo thước cho anh cả. Kéo dài ra. Rồi. Ok. Đây các bác nhìn là kích thước chiều dài là 80 phân. Và chiếc đồng hồ này có bề ngang là 33cm ạ. Phần này có thể mở được cửa nhé. Đến cái phần chốt bản lề của cái này cũng rất là thông minh này. Nó sẽ làm cái độ dơ ra như thế này. Khi cắm vào nó tự động nó hút vào này. Kéo ra cái thì nó lại tự động nó hút ra. Đó, thế này. Rất là thông minh. Bằng đồng ạ. Vân gỗ nổi đẹp. Kính. Chiếc đồng hồ này thì là sử dụng 8 côn đồng và 8 côn thép. Chơi bản nhạc Westminster. Phải treo cân lại. Em tiến hành thử chuông nhé. Vừa rồi là 6 giờ và đồng hồ điểm 6 tiếng ạ. Thông báo giờ. Đây, nhìn kỹ một chút là các cái chi tiết chạm trổ titan này cực kỳ tinh xảo. Rất là tinh xảo ạ. Này, nhìn kỹ này, rất là tinh xảo và đẹp mắt. Tấm nền của chiếc đồng hồ này gần như ở cái tình trạng hoàn hảo và còn nguyên vẹn tuyệt đối. Tất cả số là mã đẹp, hiển thị hoa văn ở đây. Rất là đẹp, mộc mạc, đẹp. Gỗ cũng vậy. Rất là chi tiết và đẹp mắt.
khá giống với cả đồng hồ tạ, nhưng lại là đồng hồ treo tường. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.